Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và hôm trước mình có review một con game có tên là Doom Keeper, một con game pixel sinh tồn ngoài vũ trụ rất là hay. Vừa sinh tồn vừa thủ thành và có cả thăm ngàn kẹp ngẩn đi tìm nguyên liệu các kiểu để có thể sinh tồn trong một cái thế giới mà chúng ta đã rớt ở ngoài một cái hành tinh xa lạ anh em nhé. Và quái vật sẽ đến từng ngày và càng ngày càng nhiều hơn. Anh em phải đi khai khoáng nguyên liệu, sau đó thì anh em xây dựng cái khu vực của anh em á, cái địa bay của anh em á, để anh em có thể vừa bảo vệ anh em cũng như là anh em vừa sinh tồn luôn, sau đó để tìm cách thoát khỏi chỗ này. Thì con game này khi mà mình review thì lúc đó mình chưa nghĩ là nó hay vậy đâu, mình chơi một chút thì mình mới thấy nó hay hơn anh em nhé. Lý do là khi mà mình chơi thì mình xem trailer ấy thì mình cứ nghĩ à nó chỉ là game thủ thành bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình chơi thì mình sẽ nói chuyện anh em xem những cái cơ bản của game. Thứ nhất là cái vấn đề của nó chính là chúng ta ở một nơi chúng ta không biết là cái gì, nên chúng ta chỉ có việc là phải đi xuống dưới hang á, chúng ta đào. Chúng ta chỉ có một cái jetpack và một cái máy khoan để đi đào nguyên liệu. Đây, trong khi mình đào nguyên liệu xong, nguyên liệu thì nó cũng đơn giản lắm, nó có những loại nguyên liệu dễ nhìn lắm, với lại nó làm cho anh em rất dễ chơi. Ví dụ như là nguyên liệu nó sẽ tính theo cái hình. Nói chung chúng ta có cái nguyên liệu đầu tiên dễ kiếm nhất, đó chính là cái nguyên liệu này, mình cứ gọi là đồng cũng được, nhưng mà dễ nhất thì anh em gọi là nguyên liệu hình vuông. Thì nguyên liệu hình vuông này sau đó anh em có thể update là những cái, ví dụ như đây máy quét radar này, máy quét này, máu này, hoặc là những cái búp cho cái máy vòm của anh em, cái đĩa bay của anh em, hoặc là anh em có thể búp cho cái nhân vật của anh em. Đó, ở dưới là nhân vật, ở trên đây là những mình búp cho những cái thông số khác. Đó thì nó rất là đơn giản anh em thấy không? Cái kiểu mà thiết kế này đó, cái này cần bao nhiêu cục vuông, cái kia bao nhiêu cục tam giác. Đó. Thì tí hồi thì sẽ có cục tam giác nữa, nhưng mà cục tam giác thì nó sẽ giúp cho anh em sửa nhà. Rồi lâu lâu quái vật tới này thì mình có thể di chuyển, mình ngồi vào cái máy vi tính, sau đó mình di chuyển lên, di chuyển xuống nè. Đó, mình điều khiển cái súng này, sau đó mình đè space thì nó sẽ bắn ra một cái tia laser. Về sau súng mình cũng có thể nâng cấp được để cho mình mạnh hơn ấy. Nói chung là có hết. Bây giờ trước mắt thì mình chỉ có một cái súng laser thôi để mình bắn thôi. Anh em nhớ để cái dòng bên trái nó có cái số 2 và cái con quái vật màu đen ấy, mới thanh màu vàng ấy, thì cái đó là cái khoảng thời gian mà những con quái vật nó sẽ đến mà tấn công mình ha. Mình sẽ cứ canh ở đó thôi, tranh thủ trong lúc đó thì mình sẽ đi mai kiếm nguyên liệu các kiểu. Để về sau nó càng nhanh, nên là việc anh em nâng cấp cho cái nhân vật anh em, ví dụ như máy khoan và cái bộ như là anh em mà đi lấy đồ á, bê đồ lên á, cũng là một việc rất quan trọng. Và nếu như anh em may mắn thì anh em sẽ tìm được cái này. Cái này nó giống như dạng như là một cái con chip, một con vi mạch, nghĩa là nó quan trọng lắm, nó hiếm lắm. Với lại nó không phải là một cái quặng mà nó là một cái chip luôn, một con chip lớn luôn. Thì con chip này nó sẽ cho anh em một cái búp. Cái chip này nó như một cái búp lớn á anh em nào mà chơi game roguelike, cái này nó lại giống roguelike nhé, nó sẽ cho anh em một cái búp chọn 1/3, và cái búp này có thể nói là rất là ngon, nó hiếm nữa. Ví dụ như đây mình tí hồi mình quyết định là mình chọn một cái tool laser. Cái tool laser thì nó hay ở chỗ là nó là auto ấy, mình suy nghĩ một hồi lâu mình dịch ra thì mình thấy cũng được. Cái thứ hai là những cái tài nguyên khoáng sản của mình á, mình có thể chuyển thành cái khác. Ví dụ như là mình có cục vuông thì mình có thể chuyển thành cục này cục kia, nhưng mà không, hoặc là chuyển thành cục vàng cục tròn các kiểu. Cái đó cũng hay, nhưng về sau thôi. Còn đằng gian đầu thì mình sợ chết ấy, mình lấy cái súng laser, cái súng stun. Thì cái súng này anh em sẽ xem này, tí nữa nó sẽ bắn ấy, nó sẽ auto bắn vào một cái mục tiêu, nó sẽ tự động. Mình chỉ cần mình ngồi vào thôi, ngồi vào cái máy tính thôi là nó sẽ tự bắn cái mục tiêu vào đó để nó làm choáng lại, để cho mình có cái thời gian mình xử lý. Tại vì thời gian đầu mình chưa quen thì mình cũng khó xử lý, khó bắn các kiểu. Có cái súng nó cũng khá là lợi. Mà nếu anh em chơi pro thì anh em cũng không cần phải lấy cái súng nó sớm đâu ha. Tại vì mình vẫn có thể sửa nhà. Còn thời gian đầu thì mấy con quái nó cũng yếu á, cái súng stun thì nó sẽ mạnh thời gian sau thôi. Lúc sau mình chơi thì mình sẽ có nhiều sự thay đổi hơn. Đó. Và cái con nhân vật của chúng ta ha, thì nó có cái sức bền giới hạn. Có nghĩa là mới vô anh em sẽ có nhất được 4 cái cục thôi, 4 cái cục tài nguyên khoáng sản bất kỳ thôi. Nếu anh em bốc cái cục thứ 5 thì anh em vẫn bốc được, nhưng mà nó sẽ không di chuyển được khi mà anh em chưa nâng cấp, tại vì nó quá nặng. Và tốt nhất anh em chỉ lên khiên 4 hoặc là 3 thôi. 3 thì nó sẽ nhanh hơn về tốc độ. Ví dụ như anh em có 6 cục thì anh em làm 2 chuyến 3 thì nó ngon hơn, thay vì anh em làm 1 chuyến 4, 1 chuyến 2 thì nó bể thời gian ra ha. Tại cái này nè, mình sắp xếp thời gian hợp lý là khi mà quái vật nó tấn công đây, mình ngồi vào máy tính thôi. Còn cái vấn đề mà cái máy vòm nó bị hư anh em cũng đừng lo nhé. Khi nào mình có cục tam giác á, đây cục tam giác nè, thì mình bấm cái này thì mình có thể sửa được. Cục tam giác thì tỷ lệ nó ra cũng giống như cục vuông thôi, nó cũng không quá hiếm đâu. Anh em cứ đào xung quanh là được. Về sau nếu mà anh em thích từ game này thì mình sẽ làm nhiều cái video hướng dẫn anh em chơi cụ thể hơn. Ra mình chơi một hồi thì mình cũng nghĩ ra một số mẹo cũng khá là thú vị. Game này nó cũng không khó. Với lại một cái điểm hay là khi mà anh em vào trong cái chế độ nghiên cứu update á, thì game nó bao lại cho anh em. Có nghĩa là nó sợ anh em xử lý không kịp ấy. Ví dụ như gà như mình nó sợ xử lý không kịp thì nó làm cho mình nó bao lại để cho mình có thể
kịp thời gian xử lý, cũng như là anh em có thể đi vệ sinh hay đi đâu đó anh em có thể bao lại đó, cũng khá là hay. Và về sau á, về sau thì anh em nâng cấp được cái bản thân anh em mạnh lên rồi đó, đi khoan ngon ngon rồi đó, thì lúc đó nó bắt đầu anh em chơi rất là bánh cuốn. Tại vì lúc mà mình chơi thử, mình quay video cho anh em là mình nghĩ là mình quay đủ 8 phút thôi, review giống như con game khác thôi, nhưng mà khi chơi thì mình thấy là nó dễ làm cho anh em mới cảm giác nghiện lắm. Kiểu như là mình chơi sơ sơ thôi nhưng mà thấy hay hay á, mình cũng cứ ngồi mò cho thêm chút hồi cái thấy chơi được ba mấy phút luôn, nên là mình rất là mừng. Về sau nếu mà có chuyện gì xảy ra không có game chơi thì mình sẽ lấy con game này mình lên trên cái livestream mình chơi thử cho anh em xem, tại vì nó khá thú vị á. Thủ thành sinh tồn nhưng mà kết hợp với roguelike nữa, có búp có đồ nữa, và mình không biết nó có cái kết thúc không, hay là nó chỉ có gọi là endless không. Endless có nghĩa là mình chơi đến chết thì thôi á, còn mình nghĩ là chắc nó sẽ có một cái ending nhưng mà chắc lâu ha. Mình hiện tại thì chơi đến cấp mười mấy thôi. Cái bên trái đó, anh em tưởng tượng giống như cái cấp đó, bây giờ quyền bên trái mình là 5 và con quái vật 7, anh em có thể thấy nè, đây là cấp 7 đi, gọi là cấp 7 thì cho nó dễ. Và về sau thì nó càng ngày càng nhanh, anh em phải nâng cấp cái bản thân anh em để cho lấy đồ nhanh không, tại vì nhiều khi anh em xuống anh em lấy đồ không kịp đó. Đây thì mình đã nâng cấp lên rồi, nhưng mà nâng cấp cái việc anh em có thể ráp 5 cái thì ok, ráp được 5 cái đó, nhưng mà sức mạnh của anh em á, thì nó vẫn chưa đủ nên là nó vẫn bị chậm, nên là tốt nhất là để ráp tốt thì anh em bấm quy nhé. Khi anh em bấm e thì anh em sẽ kéo cái dây vào, còn để bấm quy á thì nó sẽ nhả một cái món xuống để anh em lấy cho nhanh lên, tại vì anh em mà tham lấy nhiều là anh em dễ tập lắm. Với lại thời gian đầu anh em đi mai thì cũng đi mai ở gần thôi cho dễ. Anh em thấy không, nó khai khoáng rồi nhé. Vào đây sau bắt đầu anh em có thể nâng cấp, anh em có thể update máu, update nhân vật cho anh em nè, đó sức mạnh này, jetpack nè. Nói chung là game này thì nó làm mọi thứ rất là đơn giản, không có nhiều cái từ ngữ chuyên môn cao đâu. Mình rất thích những con game kiểu này, nó làm mà giống như kiểu thế giới á, ai cũng có thể chơi được, thì đó là một tựa game hay ha. Mình rất là thích những tựa game như vậy. Game này thì giá nó hơi chát một chút, đây là nếu mà anh em thích thì anh em có thể lên web mình anh em tải cho thử, còn nếu mà có điều kiện thì nên mua, nó có giá khoảng 240 ấy, và nó cũng cần anh em thao tác ok chút, tại vì nếu mà tù chậm chậm thì nó cũng khả năng tập khá là cao. À, quái vật tới này, quái vật nó cũng đa dạng lắm nhé, có nhiều loại lắm, có quái vật bay, quái vật đi bộ, quái vật đập thành và quái vật mini. Anh em nhớ nha, chỉnh cái súng làm sao mà nó chĩa vào đúng cái con quái vật đó thì anh em mới bắn được. Mà khi anh em di chuyển á thì anh em không nên bắn, tại vì nó sẽ làm hạn chế tốc độ của anh em, nên anh em khi nào di chuyển đến mục tiêu anh em phải bắn súng ha. Đó, thôi mẹ các bạn, về sau thì mình sẽ làm những video hướng dẫn anh em chơi. Game này có vẻ thú vị mà anh em, nhìn thích phải. Mobile thì nó chưa có, anh em cũng thông cảm nhé. Về sau thì đây là quặng tròn thì không hiếm, nhưng mà mình kiếm thì mình thấy là nó hiếm hơn cái quặng kia một chút. Với lại tỷ lệ ra cũng ít nữa, như mình farm vài lần nó chỉ có 2 cục thôi. Đó, thì đó những cái gì về cơ bản về game này, play một con game hay, anh em nên chơi thử ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Nếu anh em thích thì anh em có thể comment dưới phần mô tả, dưới cái comment anh em ở game này hướng dẫn chơi đi anh em các kiểu đi, ok. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại ha. Rồi, bye bye anh em.